chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thắng Hay Cưa Xích. Hôm nay mình có một máy cưa xích Maruyama CS310 giới thiệu mọi người ha. Máy rất là đẹp. Maruyama này, bản mới này, bích này là bản mới này. Con này có trợ lực nha nha. Giảm giật của nó thì được bằng cao lò xo này, nhúng không xăng phụ này, trợ lực này, chốt le thì động này, đời rất là cao nhé. Máy đẹp, len keng luôn anh em. Đó. Đấy. Hàng là tay cụt trong phân khúc mạnh nhé, 31cc con này nòng chắc là rơi tầm 38 ly gì đó, khá lớn đó. Thương hiệu là khá nổi tiếng Nhật Bản để nói giờ. Xích sử dụng xích mini chân 91. Cái lam thì có cây cốt này nó có tăng xích ở đây. Và xích phần cắt của cây lam nó 35, tổng độ dài nó 42. Mình cắt được cây lam bằng 35 nhé. Số series của máy là HO là H080594. Series của máy. Máy nguyên rim rất là đẹp. Hôm qua đưa lọ cho Nhật một cái bình cui rồi. Bật công tắc. Tay này, này. Em 2.6 anh em nhé, mình bao ship cho anh em luôn, 2.6 bao ship. Đấy, tặng kèm 5 món phụ kiện theo kèm cho anh em, rúa, buji, tip mở, móc khóa cho anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại của mình 0974 64973. Cảm ơn anh em theo dõi video, xin chào anh em.